Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, thần may mắn sẽ mỉm cười với những con giáp này vào ngày 8 tháng 11 âm lịch. Vào ngày hôm nay, những con giáp dưới đây sẽ bất ngờ đổi vận. Nếu trước đây bạn từng buồn bã vì gặp phải những điều kém may mắn, thì vào ngày hôm nay, cuộc sống của bạn sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới. Dông bão qua đi, trời quang mây tạnh. Các bạn thuộc những con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời, mua hàng sẽ có khả năng cao, được bốc thăm trúng thưởng, được thần may mắn gọi tên, đi làm thì dễ được cấp trên trọng dụng, khen thưởng và đề bạt. Trong các mối quan hệ với người khác giới thì dễ dàng tìm được ý chung nhân. Và đó là các con giáp Thân, Tý, Thìn, Sửu, Tỵ, Tuất. Các bạn hãy tận dụng ngày hôm nay để thay đổi cuộc sống của mình nhé! Tuổi Tý. Tử vi ngày 8 tháng 11 âm lịch chỉ ra rằng người tuổi Tý nhiều chính tài che chở nên có các nguồn thu nhập khá. Cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi về chuyện buôn bán, nhẹ nhàng đón tài lộc về tay. Càng những lúc rủng rỉnh như này, bạn càng cần chú ý tới vấn đề quản lý chi tiêu, đầu tư khôn ngoan để duy trì tài khí. Lúc này nên có tài chính rõ ràng để tránh việc không biết phải sử dụng sao cho phải, cuối cùng lại phải chi tiêu lãng phí, đầu tư vô tội vạ. Ngày can thổ khắc chi thủy, đường tình duyên của người cầm tinh con chuột lúc thăng, lúc trầm, có những lúc rất ngọt ngào nhưng cũng không hiếm khi bất đồng quan điểm, dẫn đến tranh cãi chẳng đáng có. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến mối quan hệ hai bạn dần trở nên nguội lạnh. Để đứng công danh, tài lộc được thuận lợi, gặp nhiều may mắn trong thời gian này, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu. Xem tử vi ngày 8 tháng 11, nhờ cục diện lục hợp tương trợ, những vấn đề khiến tuổi Sửu phải lao tâm khổ tứ trước đó thì nay đều được giải quyết ổn thỏa. Có những việc bạn tự xử lý bằng năng lực của mình, cũng có việc là nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp bên cạnh. Ngày này phương diện tài lộc của tuổi Sửu cũng khá sáng, ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để. Công việc và tài chính thuận lợi là thế, nhưng chuyện tình cảm của con giáp này thì lại hoàn toàn trái ngược. Ngũ hành thủy thổ tương xung khiến đôi lứa bất đồng mâu thuẫn triền miên. Mặc dù chỉ là những chuyện vụn vặt hàng ngày nhưng vì lặp đi lặp lại nên khiến cả hai vô cùng mỏi mệt. Người tuổi Sửu cần chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình trong ngày hôm nay. Bản mệnh thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực bởi công việc quá nhiều và bởi kỳ vọng quá lớn. Trong quá trình làm việc, hãy cho phép bản thân được nghỉ ngơi đôi chút để giảm cường độ công việc. Nếu gặp khó khăn, bạn cũng hãy trao đổi hoặc xin sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ. Với người tuổi Tỵ, thiên ấn sẽ giúp bản mệnh thêm kiên định với lựa chọn trong công việc của mình. Bạn hành động mạnh mẽ, quyết đoán và có tài dẫn dắt người khác. Trong mọi hoàn cảnh, con giáp này đều giữ được bình tĩnh, không hề nao núng, nên có thể tìm ra được phương hướng giải quyết khi gặp sự cố bất ngờ. Ảnh hưởng của ngũ hành thủy hỏa xung khắc khiến đường tình duyên ảm đạm, đào hoa kém sắc, nên duyên mỏng đến rồi lại đi. Người độc thân dù có duyên gặp gỡ nhưng không giữ được tình yêu bên mình. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp gặp phải vấn đề về duy trì hạnh phúc gia đình. Vợ chồng hay xung khắc về những chuyện xoay quanh cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày. Hai bạn nên tìm cách giải quyết triệt để, chứ đừng giữ trong lòng để rồi nảy sinh nhiều vấn đề lớn hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn. Người tuổi Thìn nhờ gặp tam hợp với địa chi ngày nên nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú và đong đầy hạnh phúc. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo.
Tình cảm suôn sẻ trở thành động lực để bạn thêm cố gắng trong sự nghiệp. Mọi việc trong ngày khá hanh thông, bản mệnh không gặp phải khó khăn nào, lại được đồng nghiệp luôn ở bên tương trợ những lúc cần thiết. Con giáp này cũng khá may mắn về tiền bạc, có người thì được nhận tiền hoa hồng, trúng thưởng hoặc có làm ăn, có lời. Tuy số tiền tăng lên trông thấy nhưng đừng vội nghĩ tới chuyện mua sắm thỏa thích, bởi nếu không kiểm soát được chi tiêu, bạn có thể tiêu xài thâm hụt cả vào tiền tích lũy. Tình hình sức khỏe của người tuổi Thìn nhìn chung ổn định, nhưng trong ngày hôm nay, nhờ có tinh thần phấn chấn, hăng hái mà bạn làm việc gì cũng trôi chảy và gặt hái được thành công. Thời điểm này có thể bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều, vì thế bạn cần phải giữ gìn sức khỏe của mình cũng như chấp hành nghiêm túc luật giao thông, tránh làm việc hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, kẻo có thể gây ra họa huyết quang đáng tiếc. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thân. Nhờ cục diện tam hợp nên nhìn chung tất cả các phương diện của người tuổi Thân đều rất suôn sẻ. Bạn giải quyết mọi việc khá nhanh, ổn thỏa đâu ra đấy nên có dư thời gian để làm những điều mình thích và tận hưởng cuộc sống. Tài vận trong ngày khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm tiền bạc rủng rỉnh. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào. Kim sinh thủy giúp đường tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra. Tuy nhiên tuổi Thân vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhé. Bạn đừng ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương. Tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững lâu dài. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tuất. Tỷ Kiên xuất hiện giúp người tuổi Tuất thể hiện được sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. Bạn nắm vững chuyên môn nên khi triển khai công việc khá thuận lợi, không gặp bất cứ vướng mắc nào. Bạn còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, xây dựng mối quan hệ hòa hảo nơi làm việc. Thủy thổ xung khắc, mối quan hệ tình cảm ngày càng có dấu hiệu nhạt nhòa. Nhưng cả hai bạn và nửa kia đều không có ý định hâm nóng hay hàn gắn. Có lẽ ai cũng đều có những mối bận tâm riêng mà quên rằng tình yêu không được thường xuyên vun vén sẽ chẳng thể lâu dài được. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng chính phía bắc ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nơi xay giã gạo, do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở nơi này, bởi việc đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất của phong thủy gia cát. Đặc biệt là vòng cũng được thầy gia cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Tuất để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 8 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ năm ngày 1 tháng 12 năm 2022 dương lịch là ngày Mậu Tý tháng Nhâm Tý năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, ngày Mậu Tý thuộc hành hỏa khắc hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục, xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!